Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị về cách đặt giá ở trên cái màn hình giao dịch của Techcom Security. Có lẽ thì khi anh chị nhập một cái mã cổ phiếu này đúng không ạ? Khi anh chị nhập cái khối lượng bán rồi, khối lượng bán cuối tối thiểu là 100. Thế thì anh chị sẽ đặt giá nào? Hoặc là anh chị mua tối thiểu 100 và anh chị sẽ đặt giá nào, đúng không ạ? Ở đây thì nó có rất nhiều các loại giá. Giá theo lệnh LO, lệnh ATO, lệnh ATC và lệnh MP. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với anh chị từng cái loại giá để anh chị dễ hiểu nhé. Thứ nhất đó là chính là lệnh LO. LO tức là gì? Tức là chúng ta tự nhập giá. Ví dụ tôi muốn nhập giá là 35 chẳng hạn. 35 chẳng hạn. Đó. Đây là tôi nhập lệnh LO đấy ạ. Tôi tự nhập giá, tức là tôi muốn bán giá nào thì tôi bán. Còn cái lệnh thứ hai đó chính là lệnh thị trường, tức là hiện tại thị trường ở cái bảng giá khớp lệnh ấy, cái bảng giá khớp lệnh như này, cái giá MP tức là cái giá thị trường đang khớp này anh chị này, tức là nếu mà anh chị muốn mua thì sẽ mua luôn với cái giá khớp này, đúng không ạ? Ví dụ như người ta bán với cái giá 130.4 thì anh chị có thể mua luôn được, thì nó sẽ khớp luôn cho anh chị theo 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 lệnh thị trường. Hoặc là ngược lại thì anh chị muốn bán cũng tương tự thôi. Nếu mà anh chị muốn bán theo lệnh thị trường ấy, thì là nó sẽ khớp luôn. Ví dụ như cổ phiếu Thế Giới Động nhé, anh chị muốn bán đúng không, bán theo lệnh thị trường tức là cái những cái người mua đầu tiên này theo cái giá là 130.200 đồng này thì nó sẽ khớp luôn cái giá này cho anh chị và các bạn. Đấy là theo lệnh thị trường, thế đặt nó rất là dễ chứ mình không phải chủ động mình nhập giá nữa, rất là mất thời gian đúng không ạ? Khi đặt mua là mua theo giá thị trường luôn. Khi mà tích lũy tài sản thì tôi khuyên anh chị và các bạn nên đặt giá lệnh thị trường cho nó nhanh. Còn cái lệnh ATO và lệnh ATC này thì nó như thế này. Lệnh ATO là cái lệnh mà chốt tại cái mức giá mở cửa, tức là trong vòng 15 phút đầu thì lúc đấy anh chị không 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 khớp lệnh liên tục được đâu, anh chị sẽ chỉ đặt một cái mức giá và nó tự động nó khớp và nó ra được cái mức giá lúc 9 giờ 15 là cái giá giao dịch tại mức giá mở cửa. Và ATC cũng tương tự như vậy, thì có 15 phút cuối cùng là từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta cứ vào lệnh thôi chứ không có khớp gì cả, và cuối cùng cuối giờ thì nó sẽ tự động khớp ở cái mức giá và khối lượng tốt nhất. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với anh chị và các bạn bốn cái loại giá: giá theo mình chủ động nhập này, giá ở mức giá mở cửa này, và giá ở mức giá đóng cửa, và cái giá thị trường. Nếu anh chị và các bạn muốn nhập theo giá để nó chốt luôn thì cứ dùng giá thị trường. Chúng ta tích lũy thì chúng ta muốn đơn giản nhất thì chúng ta làm theo cái lệnh này. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Có rất nhiều các video khác mà anh chị có thể xem ở trên cái trang YouTube Tiền Của Tôi Official, hoặc là anh chị có thể vào blog Tiền Của Tôi .vn để xem những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm đầu tư của tôi tại Techcom Security. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn đầu tư thành công và gặp nhiều may mắn.